nhiệt huyết, sáng tạo và mang tinh thần cống hiến là những gì mà hai đội Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Đại học Công nghệ Thông tin thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện ở vòng 2 cuộc thi sáng tạo tương lai khu vực Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, ý tưởng của hai đội cũng chưa bứt phá để giành chiếc vé vào vòng chung kết toàn quốc. Là trường đại học định hướng nghiên cứu theo mô hình hiện đại của Đại học Thế giới, đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học. Trường cũng là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng, cung ứng nguồn nhân lực trình độ cao và có bản sắc riêng trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, góp phần tạo dựng vị thế của khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam trong khu vực. Những thành viên đến từ khoa quan hệ quốc tế đại diện cho trường đến với hành trình vì khát vọng Việt luôn thể hiện được sự tự tin trong trình bày cũng như phản biện. Tuy nhiên, phần trình bày kế hoạch kinh doanh thiếu con số cụ thể, khó kết hợp giữa một bên là hành vi kinh doanh và một bên là hành vi của người sử dụng. Thế nên, ý tưởng kinh doanh thẻ đi xe buýt dành cho khách nước ngoài không mang tính hiệu quả và chưa được đánh giá cao. Dự án của đội còn mang tính cộng đồng, không ít hơn là một dự án kinh doanh. Vì thế, đội đành dừng lại dù đã hết mình cống hiến. Thực ra khi bước vào vòng thứ hai thì về mặt tâm lý tụi mình hoàn toàn cảm thấy thoải mái, bởi vì tụi mình đã vượt qua được vòng 1 rồi, và đó như một cái niềm kích thích về tinh thần. Và cái thứ hai là tụi mình đã vượt quá kỳ vọng mà tụi mình đặt ra từ đầu. Phần nhận xét của ban giám khảo đã giúp cho đội mình thấy được những cái thiếu sót trong cái kế hoạch kinh doanh của mình, thì chúng mình vẫn có thể hoàn toàn tự lập để làm ra được một cái dự án mà giúp ích cho cộng đồng và mang lại lợi ích kinh tế nào đó. Trường Đại học Công nghệ Thông tin đóng vai trò là một bộ phận phát triển nhanh, đạt chuẩn khu vực và quốc tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trường đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nhân lực xây dựng ngành công nghiệp công nghệ thông tin và cung cấp nhân lực cho các khu vực kinh tế trọng điểm trên cơ sở áp dụng các phương pháp đào tạo tiên tiến gắn liền với nghiên cứu chuyển giao công nghệ. Nền tảng đó đã giúp đội kết thúc vòng 1 của cuộc thi với sự tự tin cao nhất. Trong vòng 2 này, với phần trình bày có trọng tâm, từng giai đoạn phát triển và số vốn đầu tư ban đầu là do nhóm tự bỏ ra để thể hiện quyết tâm đưa ý tưởng sớm được hiện thực hóa. Nhưng đội gặp lúng túng trước phần chất vấn bài toán doanh thu và chi, biểu đồ doanh thu của đội không thực tế và chi phí chưa ra được một con số cụ thể. Và trên hết, ý tưởng được ban giám khảo nhận xét là bấp bênh, dễ thất bại nên đội định dừng cuộc thi. Thông qua chương trình Hành trình vì khát vọng Việt giúp chúng tôi và các bạn sinh viên có một cái bước đệm để giúp hiện thực hóa những cái ý tưởng, ước mơ của mình trong kinh doanh tương lai. Dù đã nỗ lực hết mình cho ý tưởng, hy vọng hai đội sẽ tiếp tục phát triển ý tưởng của mình và sớm hiện thực hóa qua những lời khuyên hữu ích và bài học quý báu. Vòng loại khu vực miền Đông Nam Bộ đã khép lại với chiếc vé cuối cùng tham dự vòng chung kết toàn quốc dành cho đội Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng nhìn lại ý tưởng của đội qua hai vòng thi đầy hấp dẫn và thú vị này. Trường Đại học Quốc tế là một trong 6 trường đại học thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập vào tháng 12 năm 2003. Đây là trường đại học công lập đa ngành đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong công tác đào tạo giảng dạy và nghiên cứu. Mô hình hoạt động của trường được xây dựng hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế về đội ngũ giảng viên, giáo trình, chương trình học có định hướng và liên thông với các trường đại học có thứ hạng cao ở các nước tiên tiến trên thế giới như Hoa Kỳ, châu Âu và khu vực châu Á Thái Bình Dương. Mục tiêu của trường đại học quốc tế là trở thành một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực, có khả năng đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng được nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước. Bây giờ khi mà mình đã không còn thi nữa rồi thì nhìn nhận lại thì từ lúc mà mình đứng lên và nhận được câu hỏi của các bạn khoa học xã hội nhân văn cho đến mãi bây giờ thì lời đầu tiên là phải cảm ơn những câu hỏi từ đội khoa học xã hội và nhân văn. Những câu hỏi mà bạn đặt ra thì thật sự là không những là giúp cho mọi người hiểu kỹ thêm về đề tài của mình mà còn đó chính là những cái đóng góp để giúp cho cái dự án của tụi mình được thực thi, nó khả thi hơn nữa. Đến với cuộc thi, ý tưởng của đội mang xu thế thời đại là công nghệ xanh với phần thuyết trình chu đáo, chi tiết, thu hút và đạt hiệu quả truyền tải, được ban giám khảo đánh giá là ý tưởng hay, có tầm nhìn và có dáng dấp định vị thương hiệu. Ở vòng 2, phương pháp làm việc của nhóm ngày càng hiệu quả, ý tưởng được nghiên cứu kỹ lưỡng và sâu sắc hơn. Phần thi của đội không chỉ chi tiết, cụ thể mà còn hướng đến việc mua bản quyền cho sản phẩm, công nghệ của mình. Bên cạnh việc xác định được đối thủ cạnh tranh, mục tiêu kinh doanh và giai đoạn rõ ràng,
cùng với phần phản biện hiệu quả, chiến thắng đã đến với đội với sự thuyết phục nhất. Trời, thật sự tụi em vỡ à, khi mà nghe ban MC đọc tên của em, tụi em không ngờ tụi em đạt được chiến thắng trong ngày hôm nay. Thì thật sự là khi mà đạt được này, tụi em có một rất có áp lực, bởi vì không chỉ đại diện trường quốc tế nữa mà ngay từ giây phút này thì chúng em đã đại diện cho khu vực Đông Nam Bộ, và điều này càng làm thôi thúc chúng em phải cố gắng quyết tâm hơn nữa. Theo đánh giá của tôi thì 6 ý tưởng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì nhìn chung từ đó đều là các ý tưởng tương đối là khá mới và độc đáo, đặc biệt là cái việc mà sản xuất giấy từ phân bò. Cùng nhau chúng tôi tạo nên sự khác biệt. Vòng chung kết khu vực đã khép lại, 5 ý tưởng lớn sẽ gặp nhau tại vòng chung kết toàn quốc của hành trình. Chúc cho đội đại học quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đủ tự tin, bản lĩnh để ý tưởng sẽ tiếp tục chiến thắng trong những phần thi tiếp theo của chương trình. Tuổi thơ gian khó của em, tuổi già nhọc nhằn của mẹ, phải quyết chí thành công để giúp mẹ, giúp em. Cùng Trung Nguyên sáng tạo tương lai. Với đề tài giấy tái chế từ phân bò, Đại học Công nghệ Thông tin với đề tài mạng xã hội khuyến mại ILP, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với đề tài thẻ đi xe buýt dành cho người nước ngoài. Ba đội chiến thắng tại vòng 1 cuộc thi sáng tạo tương lai khu vực miền Đông Nam Bộ sẽ phải vượt qua thử thách tiếp theo, đó chính là vòng 2 với tên gọi lên kế hoạch thực hiện và triển khai ý tưởng. Chúng ta hãy cùng chờ đón họ sẽ vượt qua thử thách này như thế nào. Như vậy là chúng ta đã thấy vòng 1 diễn ra vô cùng căng thẳng nhưng cũng rất sôi nổi. Từ đó chúng ta đã có được 3 đội xuất sắc nhất bước vào vòng 2. Ở vòng 2 thì từ những ý tưởng kinh doanh ban đầu này, các bạn sẽ phải hiện thực hóa nó bằng những kế hoạch chi tiết, ví dụ như là kế hoạch về tài chính hay kế hoạch về nhân sự. Và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng theo dõi thể lệ của vòng 2. Các vòng thi của cuộc thi sáng tạo tương lai cũng dựa vào các bước của bản đồ dẫn lối thành công, đó là phải có niềm tin và khát vọng, xác định năng lực lõi, lên kế hoạch triển khai và phương pháp thực hiện, kết nối nguồn lực, dám đương đầu với thất bại. Vòng 2, lên kế hoạch thực hiện và triển khai ý tưởng. Nội dung đề thi với ý tưởng sơ khởi từ vòng tuyển chọn 1, các đội lập kế hoạch và triển khai ý tưởng cụ thể để áp dụng được cho thực tế. Ba đội lần lượt trình bày về kế hoạch thực hiện và triển khai ý tưởng cụ thể, sau đó tham gia xử lý tình huống và trả lời câu hỏi phản biện từ ban giám khảo và khán giả. Ở vòng 2, sự gay cấn, hồi hộp, kịch tính sẽ được đẩy lên cao trào với thử thách xử lý tình huống dành cho ba đội. Tình huống do ban giám khảo đặt ra có thể rơi vào bất kỳ lĩnh vực nào trong quản trị kinh doanh như xử lý khủng hoảng thông tin, nhân sự, vay nợ tài chính. Và sau đây là một thành phần rất quan trọng đối với các cuộc thi. Những thành viên trong ban giám khảo với trình độ chuyên môn của mình và với sự đánh giá công tâm, họ sẽ cho chúng ta biết được kết quả chính xác nhất. Xin được giới thiệu ban giám khảo của cuộc thi ngày hôm nay. Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Quỳnh, Tổng Giám đốc Công ty Nhiên liệu Sài Gòn, từng giữ những vị trí điều hành quan trọng tại các công ty lớn như P&G, PNC, là cổ đông sáng lập của nhiều doanh nghiệp Alphabook, trường đào tạo doanh chủ. Tiến sĩ Kinh tế Vương Quân Hoàng là nhà nghiên cứu trung tâm Emin Bethlehem, Đại học Tổng hợp Brussels. Ông có nhiều tác phẩm và công trình xuất bản quốc tế, cuốn sách mới nhất xuất bản tháng 10 năm 2013 tại Mỹ. Bà Tôn Nữ Thị Ninh, Phó Chủ tịch Quỹ Hòa bình Việt Nam, từng giữ những chức vụ quan trọng như Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Liên minh châu Âu EU, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam. Xin chào mừng toàn thể quý vị. Chúng ta đang cùng nhau đến với vòng 2 của cuộc thi Sáng tạo tương lai nằm trong hành trình vì khát vọng Việt tại khu vực miền Đông Nam Bộ. Và sau vòng loại thì chúng ta đã chọn được 3 đội xuất sắc nhất sẽ góp mặt trong vòng 2 của cuộc thi. Và đó chính là các thành viên đến từ trường Đại học Quốc tế. Xin được chào đón các thành viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Và đội thứ 3 đó chính là những sinh viên của trường Đại học Công nghệ Thông tin.
Và thêm một lần nữa, hãy cổ vũ cho các đội bằng những tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Bây giờ thì xin được mời đội đầu tiên, chúng ta sẽ vào vị trí. Trường Đại học Công nghệ Thông tin là trường đại học công lập chuyên ngành công nghệ thông tin, được thành lập vào năm 2006. Trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao, góp phần tích cực vào sự phát triển của nền công nghiệp công nghệ thông tin của Việt Nam, đồng thời tiến hành chuyển giao công nghệ thông tin tiên tiến, đặc biệt là hướng vào các ứng dụng nhằm góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Giành chiến thắng với ý tưởng kinh doanh, thành lập mạng xã hội khuyến mại ILP, trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ là một trong ba đội tranh tài trong vòng loại thứ hai. Để chuẩn bị cho phần thi đầy thử thách này, các đội đang tăng tốc hết sức để hoàn chỉnh dự án của mình. Đây là một mạng xã hội khuyến mại chuyên về tìm kiếm và trao đổi khuyến mại. Đây là một kênh quảng bá giảm chi phí và nâng tầm thương hiệu cho các đối tác của chúng tôi. Chúng tôi xác định là công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên. Mô hình kế hoạch kinh doanh thứ nhất là giai đoạn 1, chúng tôi thực hiện trong 3 tháng. Chúng tôi nhắm đến là khu vực đô thị Đại học Quốc gia. Chúng tôi dự đoán một con số tính toán của chúng tôi là 1.350 đối tác. Thứ nhất là thời trang, thứ hai là giáo dục ở đây là những cái voucher khóa học. Cuối cùng là điện tử. Cái người sử dụng chúng tôi nhắm đến là 5.000 người sử dụng và 3.000 người đăng ký. Nguồn vốn chúng tôi ban đầu chỉ có 100 triệu, 60 triệu là do 6 thành viên cốt lõi của ILB và 40 triệu vay. Còn về kế hoạch quảng bá, đối với người sử dụng, thứ nhất là chúng tôi thông qua hành trình Khát vọng Việt, thứ hai thông qua Facebook của các trường đại học. Còn đối với đối tác, trao lời trực tiếp đến các công ty rồi giới thiệu mô hình và cuối cùng miễn phí đăng ký và của tài khoản công ty trên hệ thống ILB. Về kế hoạch hoạt động, đầu tiên chúng tôi là phải hoàn thiện website và ra mắt nó. Mô hình ILB chúng tôi có 3 gói. Thứ nhất là gói free, đăng tin quảng cáo, có một trang riêng như Facebook các bạn có kênh phản hồi. Thứ hai là gói standard, nó bao gồm những chức năng của gói free, có thêm chức năng nữa bảo vệ tài khoản của bạn, hỗ trợ thống kê lưu lượng trong 1 tháng, 1 tuần. Về gói premium bao gồm chức năng của gói standard và có thêm một chức năng nữa là dựa vào thanh khuyến nghị. Các bạn dùng Facebook cũng biết, bên phải Facebook thường thường có những cái quảng cáo khuyến nghị bạn nên dùng cái này, bạn đã thử cà phê ở đây chưa hay gì đó. Báo cáo xu hướng tìm kiếm, cái này rất là quan trọng đối với doanh nghiệp, tại vì trong một thời gian đó người tiêu dùng họ hay sử dụng cái gì, họ hay tìm kiếm cái gì thì đó chúng tôi báo cáo về cho doanh nghiệp. Với đề tài mạng xã hội khuyến mại ILP, Đại học Công nghệ Thông tin đặt ra mục tiêu xây dựng được mạng xã hội chuyên về tìm kiếm, trao đổi khuyến mại, đồng thời trở thành kênh thông tin tiện lợi để quảng bá, giảm chi phí, nâng tầm thương hiệu. Với 3 gói sản phẩm là Free, Standard, Premium, đội dự kiến sẽ bắt đầu thu lãi từ tháng thứ 5 và thu hồi vốn từ tháng thứ 9. Liệu ban giám khảo có thực sự ấn tượng với kế hoạch kinh doanh này? Các đơn vị khi họ tìm đến các bạn á, họ đặt điều kiện họ độc quyền về mặt hàng đó trên website của bạn. Và nó dẫn tới cái chuyện á, tất cả cái nhu cầu độc quyền này tất cả các đơn vị đều muốn. Thì các bạn giải quyết bài toán nó như thế nào? Nhưng mà thực sự trong quá trình bọn em đi khảo sát rất nhiều cửa hàng ở là khu đô thị Đại học Quốc gia, cửa hàng này nó vừa và nhỏ, người ta chưa bao giờ để đề cập đến cái vấn đề độc quyền ở đây hết. Đây là người tiêu dùng doanh nghiệp nhé, hoặc là tổ chức kinh doanh thì họ đều rất thông minh với từng chi phí họ bỏ ra. Bởi vì có một website như bạn đến thì cũng sẽ có 100 website nữa đến họ. Thế thì bạn phải giải thích ngay bây giờ là họ sẽ được cái gì với số tiền đấy. Tính gói standard và premium thì bọn em sẽ dựa trên cái số chi phí mà nếu doanh nghiệp vừa và nhỏ phải trả ra để thuê một sinh viên đi phát tờ rơi tại ký túc xá. Có nghĩa nếu một doanh nghiệp phải trả cho sinh viên 50.000 một ngày thì nó để truyền bá tới 10.000 sinh viên ký túc xá thì họ sẽ mất rất nhiều tiền. Bên cửa hàng chỉ cần click một cái là nó sẽ tới 10.000 về sinh viên kia. Và thứ hai nữa, nhất ở đây, cái quan trọng nhất ở đây đối với doanh nghiệp ấy, bọn em đang hướng tới những doanh nghiệp mà làm ăn chân chính, những doanh nghiệp ấy mà có độ tin tưởng cao, tại vì nó muốn thể hiện rằng, ừ, tôi được nhiều người tin tưởng đấy. Đó chính là có cái lời cho doanh nghiệp. Bạn có thể chỉ cho mình biết được là làm như thế nào là bạn có thể là xây dựng cái uy tín của mình. Tại vì trong một cái dự án lớn thì cái uy tín đó là phải cần trong một thời gian dài. Mà cái thời gian dài thì bạn cần có một cái nguồn vốn để duy trì cái mức độ ổn định. Đối với cái nguồn vốn ấy, mình nói thật trong 3 tháng đầu nhóm xác định là lỗ. Vì chúng tôi chỉ là một cái nhóm khởi nghiệp thôi. Bây giờ cái gì mới ra thì độ tin tưởng nó bằng không thôi. Ví dụ như Google hay Facebook gì thế mới ra, khách hàng chưa biết thì chưa thể được sự tin tưởng. Nhưng mà mình muốn tăng sự tin tưởng của người dùng, khách hàng thì bằng qua các hoạt động của ILB thôi. Bọn mình nhắm đến là những cửa hàng chất lượng á, chứ không phải là số lượng. Vì khi người dùng mà đến những cửa hàng đó thì người ta có độ tin tưởng cao hơn. Các bạn thân mến,
Lên kế hoạch triển khai ý tưởng là bước vô cùng quan trọng và có ý nghĩa quyết định trong việc ý tưởng đó có thể triển khai thực tế hay không. Ở trong vòng thi này, chúng tôi muốn các đội sẽ đầu tư nhiều hơn với những kế hoạch về ngân sách, nhân sự và quảng bá, để từ đó ban giám khảo có thể đánh giá chính xác những ý tưởng đã được đưa ra từ vòng thi trước, xem nó sẽ có mức độ khả thi như thế nào và mang lại lợi ích ra sao. Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên, anh Đặng Lê Nguyên Vũ cũng có nói, một ý tưởng hay có thể thay đổi cả cuộc đời bạn. Các đội đã có những ý tưởng mới lạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của đội tiếp theo. Và chúng ta cùng chào đón các thành viên của Trường Đại học Quốc tế. Trường Đại học Quốc tế là một trong 6 trường đại học thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập vào tháng 12 năm 2003. Đây là trường đại học công lập đa ngành đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong công tác đào tạo giảng dạy và nghiên cứu. Mục tiêu của Trường Đại học Quốc tế là trở thành một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực, có khả năng đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng được nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước. Gây ấn tượng mạnh mẽ với dự án tái chế giấy từ phân bò đầy sáng tạo, đội Đại học Quốc tế hứa hẹn sẽ là ứng cử viên sáng giá cho tấm vé cuối cùng vào vòng chung kết toàn quốc. Chúc cho các bạn sẽ tiếp tục giữ vững được phong độ của mình trong vòng loại thứ hai này. Thông thường người ta sản xuất giấy thì nguyên liệu đầu tiên sẽ là cellulose, nhưng như chúng em đã trình bày thì nguyên liệu đầu tiên của chúng em sẽ là phân bò, cho nên điểm khác biệt ở quy trình sản xuất của chúng em bắt đầu sẽ là làm thế nào để chúng ta chiết xuất được cellulose từ phân bò. Thì ba bước đầu chúng ta sẽ triển khai cho quá trình đó dựa vào những cái định tính, định lượng, tính chất hóa học và vật lý của các thành phần ở trong phân bò, ví dụ như cellulose, hemicellulose, pectin, lignin và protein, hoặc là những khoáng chất vô cơ khác. Thì chúng em sẽ sử dụng những hóa chất thích hợp, ví dụ như natri hydroxit và natri sunfat, những hóa chất bình thường được sử dụng không những trong phòng thí nghiệm mà cũng như là ở ngoài thị trường để loại bỏ những tạp chất, để mà đảm bảo được là các hỗn hợp lúc này cellulose thứ nhất là sẽ được tẩy trắng và thứ hai là sẽ được tẩy mùi, có nghĩa là khử hoàn toàn lượng vi khuẩn và cũng như là có được cái màu ổn định cho giấy của mình. Kết thúc 3 giai đoạn đầu tiên thì cái sản phẩm chúng ta thu được chính là bột giấy, và từ bột giấy này thì chúng ta sẽ áp dụng những quy trình sản xuất giấy thông thường khi đã có bột giấy. Sau đây là chúng ta sẽ nói sơ về chiến lược giá thành của chúng tôi, bởi vì nguồn nguyên liệu sử dụng để mà sản xuất giấy này là từ phân bò, cho nên giá thành sản phẩm rất rẻ so với thị trường. Các loại giấy có thể chia ra làm 4 loại như sau, là giấy 1 lớp, 2 lớp, 3 lớp và 4 lớp. Các bạn có thể thấy rằng giấy tái chế từ phân bò có giá thành thấp hơn nhiều so với giấy sản phẩm thông thường. Chúng tôi sẽ mua 3 máy trộn, các chi tiết thì 140 triệu, bồn tẩy trắng, hay là bồn gia nhiệt. Và năm 2015 thì chúng tôi có thể có được doanh thu 10 tỷ 700 triệu. Và trừ đi các chi phí còn lại thì chúng tôi sẽ có lời vào cuối năm. Bắt đầu từ năm 2014 đến tháng 6 năm 2014, chúng tôi sẽ xây dựng nhà máy và tuyển nhân công, đồng thời cũng sẽ tiến hành viral marketing. Đến từ năm 2014 đến năm 2019 sẽ bắt đầu chiến dịch marketing đồng thời bán sản phẩm, và đến năm 2019 sẽ tiến hành nghiên cứu dòng sản phẩm mới. Đến năm 2020 sẽ đầu tư phát triển thêm hệ thống nhằm nâng cao chất lượng của sản phẩm hơn. Mong muốn mạnh mẽ nhất của Đại học Quốc tế khi trình bày đề tài giấy tái chế từ phân bò chính là đưa ngành công nghiệp tái chế trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn của Việt Nam, trở thành công ty tái chế giấy hàng đầu Việt Nam và nắm giữ 10% thị trường giấy tái chế trong 5 năm đầu. Tổng tiền bản quyền sản phẩm là 150 triệu và tổng tiền đầu tư máy móc lên đến 1,5 tỷ đồng. Liệu rằng kế hoạch kinh doanh này có nhận được sự đồng tình từ ban giám khảo? Người tiêu dùng có thể là công ty, có thể là cá nhân đi mua giấy á, thì đôi khi họ chỉ muốn biết là có cái giấy đó nó là đúng cái chất lượng chủng loại mà họ cần hay không và giá cả như thế nào. Thành thử là tôi nghĩ trong cái chiến dịch marketing của các bạn cơ bản là gì, phải rất rõ ràng về cái chất lượng. Còn cái phần về đây là giấy tái chế rồi phục vụ cho môi trường vân vân á, thì cái đó là trong những cái đợt chiến dịch nhất định hay là để quảng bá hình ảnh nói chung. Tụi em sẽ làm những cái bài kiểm tra chất lượng được khẳng định bởi những cái viện nghiên cứu khoa học của Việt Nam và khẳng định rằng chất lượng của sản phẩm giấy từ phân bò hoàn toàn giống và thậm chí là có thể hơn những cái sản phẩm giấy thông thường khác, không hoàn toàn thua kém những cái sản phẩm khác.
khi mà mình xây dựng một công ty thì mình phải đứng ở góc độ là mình là khách hàng. Đây là bạn phụ lục của chúng em. Theo dự kiến của chúng em thì trong 2 năm đầu thì chúng em sẽ sản xuất ra những loại giấy mà có thể sử dụng làm thùng giấy, làm thiệp và phù hợp cho những sinh viên ngành kiến trúc. Trong bắt đầu từ năm 2 trở đi thì chúng em sẽ sản xuất những loại giấy để làm thùng cạc tông hoặc là giấy trang trí tường. Và đến những năm cuối cùng thì chúng em sẽ tấn công vào thị trường giấy để viết và giấy vệ sinh. Với điều kiện của Việt Nam hiện nay là ngành chăn nuôi không có tập trung theo dạng công nghiệp hóa, mà chúng ta nhỏ lẻ thành từng hộ gia đình, mỗi gia đình khoảng vài con. Thì các bạn đã tính đến cái phương án là chúng ta thu lượm phân bò ở cái mật độ dân số rất là thưa, ở diện tích rất là rộng và số lượng không có lớn như vậy không? Cái địa điểm mà mình thực hiện dự án này chính là ở Củ Chi. Và ở Củ Chi hiện nay là có gần 60.000 con bò. Và hiện nay Củ Chi chính là một cái địa điểm mà thực sự là tập trung ngành nông nghiệp mũi nhọn. Nhưng mà cái nông nghiệp này không phải là nông nghiệp trồng trọt mà là nông nghiệp chăn nuôi. Mà nông nghiệp chăn nuôi này không phải như bạn nói, đó chính là chỉ nuôi theo hộ gia đình. Nếu mà nuôi theo hộ gia đình thì mỗi nhà như vậy, dù mỗi nhà nuôi chừng mấy chục con thì cái con số bò nó không thể nào lên được tới 60.000 được. Cho nên là giải quyết vấn đề thứ nhất của bạn là ở Củ Chi, cái mô hình chăn nuôi bò nó được phát triển không những là ở con bò vàng bình thường mình ăn thịt mà còn là con bò sữa nữa. Thì Củ Chi cũng đang được nghiên cứu để trở thành một thị trấn sinh khối. Thị trấn sinh khối nghĩa là sao? Có nghĩa là ở cái thị trấn này cái ngành nông nghiệp họ sẽ phát triển. Phát triển thì dựa trên cái lượng sinh vật sống ở đó, và sinh vật thì họ sẽ lấy thu gom được cái lượng sinh khối, và từ cái sinh khối này Củ Chi sẽ trở thành một thị trường sinh khối. Và đó là cái lý do mà tại sao chúng tôi chọn địa điểm Củ Chi để thực hiện dự án này. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần trình bày kế hoạch của các bạn đến từ Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có lịch sử trên 50 năm với tiền thân là Trường Đại học Văn khoa thuộc Viện Đại học Sài Gòn, thành lập vào năm 1957. Trường có hơn 31.000 sinh viên và học viên sau đại học thuộc các loại hình đào tạo khác nhau, với 55 chương trình giáo dục thuộc 29 ngành đào tạo bậc đại học, 33 chương trình sau đại học và trên 10 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu đa dạng của người học. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có vai trò quan trọng trong nền giáo dục đại học của Việt Nam, là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học có chất lượng cao ở địa bàn các tỉnh phía Nam. Sau khi thuyết phục được ban giám khảo với ý tưởng thiết kế thẻ đi xe buýt dành cho người nước ngoài, đội Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn lại gấp rút chuẩn bị cho vòng tiếp theo. Cả đội dành nhiều thời gian nghiên cứu, bàn bạc chiến lược cho vòng sau. Liệu họ có phải là người chiến thắng cuối cùng? Cái giá thẻ 10 đô la của chúng tôi, thứ nhất là giá vé xe buýt. Giá vé xe buýt chúng tôi sẽ liên kết lại và sẽ đàm phán lại với các doanh nghiệp của cái doanh nghiệp quản lý về các tuyến xe buýt và đưa ra một cái giá vé xe buýt cuối cùng do cái thẻ chúng tôi, và giá vé này sẽ cố gắng để mà gần nhất có thể với giá vé thật sự mà bây giờ của các doanh nghiệp xe buýt của thành phố. Cái thứ hai là chi phí cho ban điều hành, để là giữ cho cái hoạt động điều hành của dự án này được hoạt động, thì trong giai đoạn đầu tiên của dự án tạm gọi như là chúng tôi sẽ hy sinh cái chi phí cho ban điều hành này, tức là chúng tôi sẽ sử dụng cái cơ cấu nhân sự là nhóm của chúng tôi và lấy công làm lời. Và cái yếu tố thứ ba đó là chi phí cộng tác viên. Chi phí này sẽ dao động từ 80 đến 100.000 đồng. Đó là chúng tôi có hai phương án. Phương án thứ nhất là chúng tôi phối hợp với là các cơ quan ban ngành mà ở đây mà chúng tôi đã trình bày từ trước, đó là Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, để mà kêu gọi lực lượng cộng tác viên, và dĩ nhiên là sẽ có cái gọi là cái phí bồi dưỡng dành cho các bạn cộng tác viên. Tuy nhiên vẫn còn một phương án khác, đó là chúng tôi sẽ liên kết lại với là cái trung tâm ngoại ngữ, và chúng tôi sẽ sử dụng cái mô hình người bạn đồng hành xe buýt này như là một cái phần trong chương trình đào tạo của họ. Chúng ta sẽ có cơ hội được mà giao lưu trực tiếp với lại du khách nước ngoài, giúp cho khả năng ngoại ngữ chúng ta được tăng cường rất cao, và đó là một cái lợi thế mà các trung tâm đào tạo ngữ có thể tận dụng được. Và đây là một cái phương án mà có thể giúp cho cả hai bên cùng có lợi. Như vậy thì với cái giá 10 đô la này thì chúng tôi sẽ có được những cái lợi thế cạnh tranh như thế nào? Lợi thế đầu tiên đó chính là lợi thế cạnh tranh, lợi thế so sánh đối với lại các phương tiện du lịch khác. Yếu tố thứ hai là giá trị gia tăng theo số chuyến đi. Và như vậy thì trong cùng một ngày không giới hạn về số lần đi trong xe buýt, thì cái giá trị gia tăng mà khách du lịch thụ hưởng được nó cứ thế mà tăng lên dần. Và thế nó sẽ thu hút được cái sự quan tâm của khách hàng.